trắng thường, những phần khác của hệ tiết niệu à, và hệ sinh dục. Rồi tôi đi rồi, những chấn thương phần khác thì nó ngoài niệu đạo ra, ở phần dưới ra thì phần trên nó có gì? Bàng quang, nó có thận, ở nó có những cái cơ quan sinh dục. Thì đại cương, hệ tiết niệu là một cái cơ quan rất là quan trọng, mà nó có bao gồm có cơ quan sinh dục nữa, cho nên những chấn thương nha thì nó không đơn thuần chỉ là tách da và tần suất. Thì ở Mỹ thì sao? Chấn thương hệ tiết niệu khoảng 10% trong tất cả những chấn thương. Còn ở Việt Nam thì trong hệ tiết niệu đấy thì chấn thương thận chiếm 50%, bàng quang thì 10%, còn niệu đạo nãy mình học 10 đến 12%. Rồi chấn thương thận đó, thường gặp ở độ tuổi là từ 30 đến 50, nam cao hơn nữ. Thì giống như những chấn thương khác thôi, như những chúng ta đã phân tích rồi. Nên nam thì thường sẽ đối mặt với những cái vận những lao động nặng hơn. Rồi nam cũng là một thành phần hiếu chiến hơn nha. Đa số là do tai nạn giao thông, nam cũng là người lái xe chủ yếu. Có một số nước các bạn nha, có một số nước, đặc biệt là những nước Hồi giáo, nó không cho nữ lái xe nha, như là Hằng Đá với Việt Nam, Ả Rập Xê Út đó, không cho nữ lái xe nha. Luật của nó quy định luôn, nữ lái xe là gây tai nạn, cho nên nước nó không cho nữ lái xe. Thường thì đi kèm với những cái chấn thương khác nha. Này, khi mà chấn thương thận kết hợp với những chấn thương khác thì ở một số bệnh viện nó sẽ có những cái tỷ lệ như thế này nha. Những cái tổn thương khác thì bao gồm là gồm vỡ lách, vỡ gan, chấn thương sọ não, đó là những chấn thương kết hợp. Này nằm trong đa cái đa chấn thương mà bạn Nghĩa đã nói đó. Đây, một lần tác động rất mạnh từ phía trước hoặc là từ phía sau thì có thể dẫn đến chấn thương thận nha. Chấn thương thận trên một thận bình thường thì thường là chấn thương trực tiếp vào vùng bụng hoặc là đụng dập sẽ gây vỡ thận. Còn chấn thương gián tiếp thì té từ vùng cao xuống và chân chạm mạnh vào đất cứng nha. Chân chạm nhẹ vào đất cứng thì sao? Các bạn nên nhớ rằng trong cơ quan, trong các cơ quan bộ phận mình, cơ quan nào nó cũng sẽ có những cái hệ thống dây chằng để treo nó vào hết, đúng không? Cơ quan nào cũng vậy. Thì khi mà bạn tác động một lực rất mạnh, tức là khi mà mình nhảy từ cao xuống thì chân mình đụng đất, thì tư thế là mình đã gọi là đứng lại đó. Nhưng với cái gia tốc mà mình đã tạo ra trước đó thì những cơ quan khác trong ổ bụng nó sẽ di chuyển, nó vẫn còn di chuyển. Và bây giờ là lúc những cái dây chằng để nó phát huy tác dụng, nó giữ lại. Mà thận thì sao, là một cơ quan phải nói là rất ít hệ thống dây chằng để bảo vệ nha. Nó chỉ có một cái phần cuốn dính vào hệ thống nội tạng xung quanh, thì phần này rất là mỏng manh và dễ bị đứt. Cho nên khi mà bạn nhảy từ trên một độ cao, một bộ độ cao nhất định xuống thì các bạn cũng hết sức là cẩn thận nha. Tư thế như vậy không cân đối đồng đều có thể dẫn đến đứt cuốn thận, đúng không? Không phải là Vậy nhảy thì đó là cao lý là do tại sao mà người ta nhảy từ trên cao xuống mà lộn nhào thêm một lần nữa thầy. đúng rồi, đúng rồi, người ta phân tán lực mà té là phải học té, chứ không phải là té muốn té ra té đâu, té phải Cái học. này trước giờ em cứ kiểu nhảy xuống rồi đưa hai chân xuống trước Đây trong tư thế là đứng luôn. rất là nguy cơ nhé, càng đứng là càng nguy hiểm. Gãy chân quật cư lúc nào nhảy kiểu đó Ừ. Lúc đó đó, là có cảm giác ê hơn. trước khi mình đứt cuốn thận là cái chân nó có thể là bị tổn thương đầu tiên đó, nên em phải học lại cái tư thế tiếp đất nha. Rồi chấn thương một trên thận bệnh lý thì thường nó sẽ dễ
dễ gây ra vỡ thận hơn, đặc biệt là những bệnh lý như là sỏi thận hoặc là thận ứ nước. Thì những cái lực ở bên trong nó sẽ tăng áp lực, khi mà có một lực tác động vào ở bên trong nó sẽ tăng áp lực và thận dễ bị vỡ nha. Đặc biệt là có một viên sỏi, thường thì mình nói sỏi, mình nghe từ sỏi thì mình cứ nghĩ là nó giống như là những sỏi mình nhặt ở trên bãi biển rồi đấy, nó không được như vậy đâu nha các em. Những viên sỏi đấy thì nó còn được sóng biển bào mòn, chứ còn sỏi trong cơ thể mình nha thì nó sẽ có rất là nhiều khía, đặc biệt là sỏi san hô, nó sẽ ở vùng thận ấy nó sẽ có rất là nhiều khía và nó có thể gây khứa lên cái vùng niêm mạc xung quanh, ngay cả cái việc không có chấn thương bình thường thôi, bình thường thôi là nó đã tạo ra máu trong nước tiểu rồi. Những bệnh nhân mà bị sỏi thận nó mấy em xét nghiệm đôi khi nó sẽ có máu trong nước tiểu, giúp mình sẽ học đấy. Chấn thương thận thì người ta phân độ thành 5 mức độ theo tiêu chuẩn của Mỹ, thì cái này mấy em có thể tham khảo thêm, ví dụ như mới đụng dập máu tụ thì độ 1, có vỡ thì độ 2, vỡ mà nhu mô vùng vỏ rách dưới 1 cm thì độ 2, vỡ mà rách vùng vỏ lớn hơn 1 cm chưa tổn thương bệ thận, đài bệ thận độ 3, rồi tổn thương nhu mô lan tỏa đến đài bệ thận thì độ 4, tổn thương thành nhiều mảnh thì độ 5. Đây một tụ máu thôi, hai là nứt vô vùng vỏ một tí dưới 1 cm, ba nứt sâu vô đó, bốn rách tới đài bệ thận luôn đó, năm thành từng mảnh khác nhau, thấy chưa? Một tầng độ 4 và độ 5 thì rất nguy hiểm đến tính mạng nha. Chẩn đoán đau thắt vùng lưng hoặc vùng hông. À, thì cái này 90% là sẽ có triệu chứng này rồi. Tiểu máu thì lại 95%. À. Tiểu máu đại thể là vi thể và vi thể khác nhau sao các bạn? Các bạn nào biết không? Đại là mình nhìn thấy được trên mắt thường. À, còn vi thể là mình không nhìn thấy trên mắt thường mà mình vẫn soi trên kính hiển vi. Mình thấy tế bào hồng cầu. Cái từ này khi mà mấy em vào ngành tiết niệu thì mấy em phải biết được nó nha. Nó là một trong những từ cơ bản. Mình có Chết thể rồi, thấy em bị lộn cái khi mình quan sát xung quanh vùng hông thì sẽ thấy chấn thương hay những cái say xát, những cái bầm tím hoặc là căng nè, và trường hợp có khối máu tụ ở vùng hông lưng chiếm đến 62%, có sốc sốc thì chiếm từ 12 cho đến 32% gặp trong những trường hợp chấn thương nặng thần độ 4, độ 5 đó, và có tổn thương với những cái có kết hợp với những tổn thương khác. Xét nghiệm thì mình sẽ thấy sao, chắc chắn khi mất máu thì những cái số lượng hồng cầu là HCT cũng như là HB sẽ giảm rồi đúng không? Còn mình xét nghiệm BUN và creatinine. BUN là gì vậy mấy em, có bạn nào biết không? Nó đơn giản là ure trong máu nha, mình tính dựa vào cái nồng độ ure trong máu. Rồi thì hai cái này mình để khảo sát chức năng của thận xem nó còn hoạt động bình thường hay không. Siêu âm, siêu âm thì mình sẽ thấy được 90%, 94% phát hiện được chấn thương và độ nhạy cảm cao nhưng mà lại ít xâm lấn, cho nên thường được sử dụng ở những cái phòng cấp cứu vừa vào thì mình nghi ngờ có máu tụ vùng hông lưng đúng không, là bắt đầu lấy máy ra siêu âm ngay, thậm chí là mình có thể phát hiện được những cái tổn thương ở vùng ngực bụng, có thể mình thấy được tràn máu màng bụng, tràn máu màng phổi gì đấy mình có thể thấy luôn trong một siêu âm. Rồi có thể chụp những hình ảnh cảm quan, thầy niệu cảm quan CT, thì quyết định chẩn đoán và điều trị, đánh giá và phân độ được cái mức độ tổn thương. Dùng khi mà huyết áp trên 70 cùng huyết áp dưới 70 thì mình phải ổn định huyết áp rồi mới được chụp nha. Nếu mà có tình trạng sốc là mình phải xử trí sốc trước. Bất cứ bệnh lý gì cũng vậy, chấn thương gì cũng vậy,
Huyết áp đã chưa cho phép là mình không thể nào mà giải quyết được những vấn đề chẩn đoán hình ảnh. Mình phải ổn định trước huyết áp, đảm bảo tưới máu đủ lên não cái đã. Tại vì những cái chụp hình ảnh này nó rất là lâu. Đó, mà nếu mà em không ổn định trong chụp xong ra chẩn đoán chưa biết được hay không mà bệnh nhân đã tử vong rồi. Đấy, và ngay cả cái việc gọi là chuyển viện cũng vậy. Cái điều tối ưu hàng đầu nhất mấy em phải nắm đó là mạch huyết áp ổn định, ổn định chưa, đặc biệt là chuyển viện phải trên 90 chưa, trừ những trường hợp tai nạn giao thông, ngoài ngoài ngay cả tai nạn giao thông thì mình cũng phải lập đường truyền ngay khi vận chuyển rồi. Còn mà chuyển viện đấy phải ổn định huyết áp, cho nên đi chưa biết tiếng trên nó có ngon lành hơn hay không mà thấy là bệnh nhân nguy cơ tử vong trước mắt rồi đó, nên phải ổn định cái ban đầu đã. Điều trị nội hoặc là can thiệp ngoại khoa. Điều trị nội là làm gì? Mình theo dõi đó, mình theo dõi mạch huyết áp, nhiệt độ, chi giác, có những cái hiệu sốc hay không, có máu tụ có tăng lên hay không đó, bụng có đau hay không, những tổn thương trong bụng, số lượng hồng cầu có giảm hay không. Nếu như những thứ đó nó bị giảm hoặc là những triệu chứng sốc xuất hiện hoặc là những triệu chứng máu tụ tăng lên thì mình sẽ chỉ định mổ nha, chỉ định phẫu thuật. Ngoài ra mình còn có thể theo dõi bằng cách thông niệu đạo để mình theo dõi tình trạng nước tiểu, có máu chảy đại thể hay không, có máu tụ thì mình thấy nó có to hay không. Có những trường hợp nếu như có máu tụ to dần và chứng tỏ là máu không có tự cầm được thì mình phải mổ ngay, và có thể là cân nhắc việc cắt thận để giữ lượng máu trong cơ thể nha. Đặc biệt là độ độ năm em thấy đó, thận đã bị vỡ rồi, mình phải cắt ngay nha, để giữ mạng sống cho bệnh nhân. Còn cái trường hợp sau đó mình tính nữa, nếu như chức năng thận bị suy giảm thì mình cân nhắc việc ghép thận, rồi theo dõi công thức máu bạch cầu, nhiệt độ xem có tăng hay không, nếu bạch cầu tăng, nhiệt độ tăng thì nhiễm trùng thì phải đánh kháng sinh, rồi chụp X-quang có cản quang sau 7 ngày để theo dõi. Một là sau 7 ngày mình chụp lại, hai là tự nhiên bệnh nhân đang nằm theo dõi tự nhiên có tiểu máu, có tụ và nhiễm trùng thì cũng chụp ngay. Rồi những trường hợp hồi sức tích cực, như mình truyền ngay 2 chai nay chai nước muối sinh lý natri 0,9% kết hợp với lại 1 chai gì dịch ô chương 500 ml dịch ô chương nha, 3%. Nếu không ổn thì có thể cân nhắc việc truyền máu, trước truyền mình phải test hoặc là can thiệp phẫu thuật nếu được truyền cho phép. Truyền máu khi mình xét nghiệm mình thấy HCT dưới 25%, số lượng hồng cầu dưới 2,5 triệu. Đây cũng là một trong những chỉ định truyền máu cho tất cả những bệnh lý khác, ngay cả việc mất máu không quên nôn ra máu cũng vậy, cũng phải xét nghiệm HCT và hồng cầu thấp như thế này không phải truyền, tại vì dưới những mức này thì khả năng trao đổi oxy trong máu không đủ để cung cấp cho những tế bào cũng như là não, nên quyết định phẫu thuật khi truyền máu 500 ml. Khi mà mình truyền nhờ 500 ml mà mình khói không không cải thiện rồi thì mình tiến hành phẫu thuật ngay. Những cái phụ khác ví dụ như là nằm yên tại giường, hạn chế di chuyển, không được đi lại cho đến khi nước tiểu trong, dùng kháng sinh phối hợp và thuốc cầm máu, đó là điều trị nội. Tiên lượng khả năng điều trị thì mình tiên lượng đây ra cái bảng này, để phân loại của AST độ 1, độ 2, chấn thương nhẹ thì điều trị nội 100% là thành công, 3, 4, 5 là chấn thương nặng thì tỷ lệ thành công nó sẽ giảm dần. Có những trường hợp thận vỡ nhiều mảnh, tuy nhiên điều kiện phẫu thuật chưa cho phép, hoặc là những mảnh vỡ đấy người ta nhìn thấy được cái góc độ có thể lành được, theo dõi tình trạng trên hiệu ổn thì có thể điều trị nội. Can thiệp ngoại khoa phẫu thuật khi nào? Chắc chắn một điều là khi huyết áp cứ tụt liên tục, tình trạng mất máu diễn ra mà không có khuynh hướng giảm ngay cả khi truyền máu thì mình phải phẫu thuật rồi. Rồi hoặc là sốc đe dọa tính mạng, hoặc là những trường hợp tổn thương từ độ 3 trở lên mà thấy máu không tự cầm mình theo dõi ba cái nha. Một là khối máu tụ to dần nè, hai là truyền máu
mà nó truyền máu nhiều. Ba là CT sẽ giảm đó. Độ lắng máu sẽ giảm, tốc độ lắng máu sẽ giảm. Phương pháp mổ thì mình cắt bỏ thận bị chấn thương thôi ha, tức là nó không còn cứu được nữa thì mình phải xử lý nó thôi. Và cái việc mình ghép thận thì cân nhắc sau đấy xem chức năng thận còn được bình thường hay chưa. Rồi tiếp theo, chấn thương bàng quang. Thầy cho em hỏi cái này về cái thận chút xíu được không thầy? Rồi hỏi đi em. Ngoài cái việc phẫu thuật ra thì nó cũng tùy theo mức độ là đúng rồi, nhưng mà ý em hỏi là có những cái chấn thương mà em thấy có những cái chấn thương tai nạn giao thông nhưng mà vô thì thấy là có chấn thương thận nhưng mà nó bị ứ dịch ứ nước gì đó, và người ta lại cho dẫn lưu thay vì là làm phẫu thuật thì người ta lại cho dẫn lưu, rồi xong rồi dẫn điều trị kháng sinh và cho dẫn lưu một khoảng thời gian, sau đó thì lại rút ống dẫn lưu và nó bình phục á, thì cái đó là chức năng nó còn, hay là em muốn hỏi là chức năng của cái việc dẫn lưu đó là làm cho chức năng thận nó còn hay là nó mất, hay là nó mất phần nữa, hay là nó tại sao mà phải làm cái việc đó khi mà thận nó đã bị tổn thương bao nhiêu phần trăm đó theo cái độ đó, thì em không hiểu ở cái đó, thì tại vì mình đã chia độ ra rồi, là độ A T, có nghĩa là độ 1, độ 2 là mình sẽ điều trị nội khoa, độ 3, 4, 5 tùy theo cái chấn thương, với lại trên phim thì mình có thể là phẫu thuật cắt bỏ hay chữa lại như thế nào đó. Thì còn cái vấn đề mà giữ dẫn lưu cái thận trong quá trình hậu chấn thương đó, để theo dõi hay là để điều trị hay là để tiên lượng nó hay là để kéo dài coi như thế nào để cắt, để phẫu thuật, em không hiểu cái đó thì. Tức là em nói là khi mà phẫu thuật rồi đặt ống dẫn lưu để làm gì đúng không? Dạ đúng rồi, có những lúc là trước khi phẫu thuật cắt bỏ hoặc là trước khi phẫu thuật gì đó cũng đặt ống dẫn lưu để thoát nước tiểu, thoát dịch ra khi bị ứ lại sau chấn thương Đặt á. ống dẫn lưu là thông qua đường tiết niệu hay là đặt ống Dạ dẫn lưu không, thông qua ổ bụng? trên bể thận qua da da ổ bụng á thầy. Lưng đúng không? Hông đúng không? Dạ đằng trước đằng sau bên hông gì đó tùy theo cái góc mà nào mà nó còn nó chưa bị chấn thương để mà có đường đi ra đó. Thì em có vô Rồi. bệnh viện em thăm á, thì em thấy có một số cái khoa tiết niệu, thì em thấy em thăm người thân thì em thấy có một số người người ta có hai cái dịch, có hai cái dây bên ngoài đó, thì em hỏi Đấy thì đó thì người ta nói đấy. vậy đó, cho nên em không hiểu em mới hỏi. Rồi nói đến vấn đề này nó mình sẽ phân tích kỹ hơn, gồm thứ nhất đặt trước chấn thương, trước khi phẫu thuật là để làm gì. Thì thông thường người ta xem xét trên phim những cái trường hợp mà chấn thương mà gần vùng da mà khối máu tụ đấy, cái khối máu đấy nó có thể đi ra được hoặc là nó gây chèn ép quá mức thì mình ta sẽ đặt để người ta tháo dịch, giống như là nãy mình học về chấn thương niệu đạo đó, mình sẽ lấy dịch bớt ra để giảm áp cho cái vùng đấy, hiểu vấn đề chưa? À Đó em hiểu rồi thầy, tức là giảm cái đúng lực chèn ép cũng như là rồi. giảm cái vật cản, để nếu như mà vô thuốc mà nó không có tan được hoặc là do tổn do có sỏi sẵn đi chăng nữa thì nó cũng thoát ra được để điều trị cho tốt đúng không thầy? Không cẩn thận thì nó không ra được đâu em, nhưng mà những cái khối máu tụ hoặc là những cái dịch nước tiểu lọc ra nó sẽ lấy được cho bớt nha. Em cảm Còn ơn nếu thầy. đặt dẫn lưu sau mổ thì rất là nhiều vai trò, một là theo dõi máu chảy sau mổ, hai là theo gọi là đánh giá xem là cái khả năng phẫu thuật nó đã thành công hay chưa, tức là theo dõi biến chứng rồi theo dõi mức độ chảy máu sau mổ, theo dõi hiệu quả. Thường là đặt ống dẫn lưu sau mổ là sẽ theo dõi nha. Rồi Nếu như dạ cho em hỏi, nếu như mà thường thường làm một ca phẫu thuật hay là làm một cái cấp cứu gì đó, thường người ta sẽ xét nghiệm tiền phẫu thì trong đó có chức năng thận, mà bây giờ là chấn thương thận vậy đó, thì đối với cái một cái chấn thương thận vậy, đối với lại cái xét nghiệm trước khi làm cấp cứu hoặc là trước khi can thiệp hoặc là trước khi phẫu thuật đó, nếu như mà không có chỉ số đó thì mình cũng làm luôn hay sao thầy, hay là chỉ liên quan tới thận thôi? phải làm chứ, phải làm chứ, tức là khi khi mà chấn thương thì mình phải làm một kết quả xét nghiệm mới, tại vì thận nó đã chấn thương thì chức năng lọc nó sẽ khác so với chưa chấn thương, cho nên phải làm lại và mình phải căn cứ vào nó để mình quyết định điều trị nha. Dạ, em cảm ơn thầy. Thậm chí là nhiều ngày nhiều buổi hôm sau chức năng thận nó sẽ bị giảm nữa đấy, thì đấy là một trong những chỉ định mình cần phải phẫu thuật ngay đấy. Tiếp tục vào bàng quang, tỷ lệ 10%, tỷ lệ này thì số sẽ ít hơn là niệu đạo. Nằm trong khi mà đã chấn thương bàng quang rồi thì lại có tổn thương nhiều cơ quan phối hợp, người ta thống kê là những cái tỷ lệ là bên dưới ha.
như là chấn thương tạng trong ống bụng thì trong bàng quang, vỡ bàng quang trong phúc mạc thì khoảng 99, vỡ bàng quang ngoài phúc mạc thì 0,9, rồi gãy xương chậu thì vỡ bàng quang trong phúc mạc thì 14,4, ngoài phúc mạc thì 38,7. Đó, cơ chế là đụng hoặc va chạm với một vật tù và do bánh xe cán ngang qua, và khi mà có tiểu trong đấy có một lực đè mạnh vô bánh xe thì chắc chắn phải vỡ rồi nha, hoặc rơi từ trên cao xuống va chạm cái vùng hạ vị, cái vùng bụng vào một ví dụ mặt nước chẳng hạn, hoặc là với một vật cứng gì đó thì nó cũng sẽ vỡ, hoặc là đánh trực tiếp vào bàng quang. Lâm sàng cơ năng thì sẽ đau vùng hạ vị, có gãy những trường hợp sốc ví dụ như gãy khung chậu và vỡ thận cũng sẽ phải xem xét đến khả năng vỡ bàng quang, khi mà có một tình trạng sốc ở trên một bệnh nhân bị gãy xương chậu là đã có xác định vỡ thận rồi, thì khảo sát tiếp có vỡ bàng quang hay chưa. Rồi vùng hạ vị đau bí tiểu hoặc là tiểu rất ít, khoảng chừng 20 đến 40 ml thôi, và có lẫn máu trong đấy, vỡ bàng quang trong phúc mạc, đó là ở trong ngoài nha, vỡ quang trong phúc mạc thì là sẽ có gì, thấy xây giác vùng da này, đau khắp bụng, bụng thì mềm, và sau đấy nó sẽ bị đề kháng do tình trạng viêm và đặt ống thông tiểu, rồi thấy có lẫn máu, số lượng tiểu ít. Khi tiến hành bơm rửa bàng quang, bơm nước vào để rửa thì nước ra ít hơn nước vào, bơm vào 100 ml ra có 50, đó thì là vỡ bàng quang trong phúc mạc. Đó, còn nếu mà mình bơm vào 100 mà ra 200 thì một là vỡ trong phúc mạc mà vào muộn, hai là vỡ do bàng quang lỗ to trong phúc mạc, vỡ một cái lỗ rất to, ổ bụng nó sẽ có rất là nhiều nước và nó chảy vào qua cái lượng nước mà mình bơm ra. Còn vỡ ngoài phúc mạc thì sẽ có dấu hiệu gãy xương chậu, bầm tím cái vùng xương mu hoặc là đau cái vùng mào chậu, ngành cái vùng mà lá hay là ngành mu và ngành ngành phía sau vùng cánh chậu, phản ứng thành bụng. Đó, sờ vào thì đến một mức độ nào đó nó sẽ cứng nha. Như sáng mình học phản ứng thành bụng ở vùng hố chậu phải đó, thì cái này nó phản ứng thành bụng hạ vị. Mình đặt ống thông niệu đạo thì thấy ít nước tiểu và lẫn máu, và máu ở đây sẽ máu máu đỏ, đỏ hơn là ở vỡ bàng quang trong phúc mạc. Bệnh nhân sẽ có triệu chứng sốt sau 24 giờ. Ở một tình trạng mà vỡ bàng quang ngoài phúc mạc thì dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc sẽ diễn ra rất là nhanh, trong vòng 3 ngày bệnh nhân có thể có dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc như là mạch nhanh, sốt cao, tri giác thì lơ mơ hay Lasgo thấp, như bơm mới thấp Lasgo đó, tăng bạch cầu sẽ tăng, và quan sát cái vùng hạ vị thì sẽ thấy phù nề. Phù nề này nó phải lan xuống đến vùng bìu, và khám ở vùng bìu thì sẽ thấy được nó sẽ chỉ là cái hiện tượng phù nề lan ở trên xuống, khác như là cái phù nề ở vốn dĩ xuất hiện ban đầu tại cái vùng vùng bìu do chấn thương niệu đạo. Ăn lâm sàng thì chúng ta sẽ siêu âm sẽ có dịch trong ổ bụng, trong bàng quang thì cũng sẽ có một ít dịch, X-quang thì thấy gãy khung chậu, X-quang bụng đứng thì sẽ thấy dấu hiệu thủng đặng rỗng, thì bản thân là một bàng quang thì cũng là một đặng rỗng nha. Bàng quang bơm thuốc cản quang ngược dòng thì mình sẽ thấy thuốc cản quang lan vào các quai ruột trong trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc, còn mình sẽ thấy thuốc cản quang lan tỏa ngoài bàng quang trong trường hợp vỡ bàng quang ngoài phúc mạc. Sau khi mà mình tháo hết thuốc cản quang rồi chụp lại một lần nữa thì mình sẽ thấy nếu mà trong phúc mạc thì thuốc sẽ ứ động ở các cái hấp chậu, động lại ở cuối cùng lô lách ở phía sau nha, bơm hơi vào thì thấy liềm hơi diễu hành,
Đó, thì cái này là một trong những cái cách để người ta phân biệt giữa hai thằng ở trong phúc mạc và ngoài phúc mạc. Ngoài phúc mạc thì tháo hết dịch, thì mình tháo hết thuốc cản quang, thì mình thấy cản quang qua nhược nước, thuốc cản quang cũng động lại ở hấp chậu nhưng mà ở ngoài bàng quang và một ít ở lại sau khớp mu nè. Cái kia thì động ở cuối cùng ở phía sau, còn này là động ở phía trước. CT thì khi mà có mình nghi ngờ là có tổn thương cơ quan tiêu hóa hoặc là tổn thương phụ khoa hoặc là vỡ gan ở trên thì mình sẽ chụp CT. Còn những bệnh viện lớn như cho rẫy đây thì CT là đầu tiên, là trước khi chụp X-quang mình cứ chụp CT nha. Tại vì có cái nào tốt hơn tối ưu hơn thì mình cứ làm, mặc dù mình phải làm những cái mà nó khó hơn. Rồi điều trị bảo tồn thì hồi sức chống sốc y như vậy nha, bất cứ chấn thương nào mình cũng sẽ xử lý cái chăm sóc trước, rồi kháng sinh dự phòng ngay cả khi mà chưa có nhiễm trùng. Rồi điều trị ngoại thì thường là vỡ bàng quang, chủ yếu là mình sẽ điều trị ngoại. Nếu mà vỡ trong trong phúc mạc thì khâu bàng quang, còn nếu mà vỡ ngoài thì đặt ống thông niệu đạo kích thước lớn và giải áp nha. Rồi mình sẽ đi đến phần cuối cùng là chấn thương cơ quan sinh dục, thì gặp ở mỗi lứa tuổi. Đó, nam thì cũng gặp nhiều hơn, rồi thường gặp những chấn thương kín hoặc là phối hợp. Nếu mà phối hợp thì ở nữ lại dễ gặp chấn thương cơ quan sinh dục nhiều hơn là nam. Rồi đầu tiên là chấn thương dương vật, thì có thể gãy do động tác thô bạo này, hoặc là do tác động trực tiếp bằng vật tù đánh vào chẳng hạn, hoặc là bẻ bẻ. Có những trường hợp mình thầy ghi nhận có những trường hợp đánh ghen các bạn, hoặc là trong quá trình bị là cưỡng hiếp các bạn. Có những trường hợp như vậy thì những người nữ mạnh hơn có thể dùng tay để bẻ khống chế ngược lại. Rồi ok bạn Thảo. Rồi hoặc rách lóc da dương vật, hoặc là cắt đứt. Có những trường hợp thầy nhớ là khi mà thầy đi học nha, là người nhà một bà vợ tối canh ông chồng đang ngủ, cắt xong quăng qua ngoài mương, xong cái cả dòng họ đi kiếm, mò kiếm thì mò cái buổi chờ mới kiếm gặp thì đưa vào, thì sao quá giờ rồi, quá giờ, quá 6 giờ, Hoại tử. hoại tử nhà bùng không, cũng cũng không có tác dụng gì nữa những trường hợp như vậy. Tuy nhiên những trường hợp như vậy cũng phải tái tạo, ví dụ như thầy nãy đầu giờ thầy có nói lấy cơ vùng đùi để mình lên mình tái tạo, nhưng sao nó chỉ có chức năng là đi tiểu thôi, còn những chức năng khác thì nó lại không còn nữa nha. Đức hấp dẫn kinh. Ngay cả kiếm gặp nói lại thì nó cũng không còn chức năng nữa, chỉ là có hình ảnh thôi. Những trường hợp mà thắt nút bị kẹt trong một cái vòng thun hoặc một cái dây thép gì đấy, trường hợp này để mà lọt vào cái vòng này thì cũng hơi khó nè. Đây là phải có đồ bảo hộ, còn khó để mà nó căng, nó bị xâm lấn vào phía trong đó. Rồi chấn thương bìu hoặc tinh hoàn thì mất mất da, rách da hoặc dập hoặc đứt. Rồi đánh thương được dương vật thì mình đánh giá xem kèm thêm tổn thương niệu đạo, thì nếu có thì mình xử lý như mình đã học nãy. Rồi có vật chèn ép thì mình lấy vật đấy ra, rồi ghép da và khâu thể hang lại. Những trường hợp đứt thì nói vi phẫu. 16 giờ sau tai nạn thì nó không hoại tử mô nha, nếu như mình đảm bảo với cái điều kiện là mình sẽ giữ lạnh được cái mô đấy nha. Còn nếu như mà nó lại có một tình trạng nhiễm trùng thì nó chỉ trong vòng 6 tiếng thôi. Chấn thương bìu thì cũng ghép da. Đó, những trường hợp mà mất da và mất cơ bìu thì mình sẽ đặt trong một cái lớp mô dưới da của đùi, tức là mình sẽ ghép nó vào giữ bên trong đùi. Rồi sau đấy mình sẽ tái tạo lại bìu sau. Không không chỉ là tinh hoàn mà những cơ quan khác mình cũng được giấu trong được trong bìu nha em, ví dụ như là bàn tay thì cũng phải có phẫu thuật để mà giữ bên trong đùi ha. Rồi có nhiều cách để giữ lắm nha, giữ trong đùi hoặc là giữ bên trong, thậm chí là có người giữ trong ổ bụng,
Rồi giữ bên nắp. Rồi, hết bài.